Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Trái ngọt vụ Hurricane sáng cửa đón để dòng. Rafat có thể trở thành gương mặt đại diện của quỷ đỏ. Vụ mua bán MU có biến, nhà Glazer quay xe và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Trái ngọt vụ Hurricane sáng cửa đón để dòng. MU đang đứng trước cơ hội cực lớn để sở hữu tiền đạo giỏi bậc nhất trong lịch sử nước Anh. Được biết nếu như Tottenham không thể lọt vào top 4 ngoài hạng Anh mùa này thì chắc chắn Harry Kane sẽ ra đi. Báo chí Anh đồng loạt đưa tin MU đã liên lạc với đại diện của Harry Kane. MU đã tiếp cận người đại diện của Kane thông qua bên thứ ba và nhận được những tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán. Cơ hội để quỷ đỏ sở hữu ngôi sao đang được hưởng lương 200.000 bảng mỗi tuần càng cao hơn khi mà anh bước vào năm cuối hợp đồng với Tottenham. Harry Kane sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 7. Do vậy anh hiểu rằng bản thân không còn nhiều thời gian để tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao. Theo nguồn tin tờ Quát, phía MU sẵn sàng chi tiền để có được sự phục vụ của Harry Kane. Bên cạnh đó, với những bước tiền đáng kể dưới thời Erik ten Hag cộng thêm việc Barcelona đang rơi vào cơn khủng hoảng tài chính, Quỷ đỏ tin rằng họ hoàn toàn có cơ hội sở hữu chân truyền người Hà Lan trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Theo nguồn tin từ nhà báo thuộc Sky Sport, Dhamesset, MU sẽ đứng đầu danh sách những ứng viên tiềm năng cho thương vụ này nếu như để rằng muốn tìm kiếm bến đỗ mới. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính của Bắc Gia. Tôi không biết họ còn bao nhiêu đàn bẩy tài chính. Việc không lọt vào vòng loại trực tiếp C1 và sau đó là bị loại khỏi Europa League ở vòng 32 đội vừa qua, đồng nghĩa với việc không có bóng đá châu Âu vào tháng 2. Điều đó thực sự chưa từng xảy ra đối với Bắc Gia và không thể chấp nhận được đối với câu lạc bộ này. Nó sẽ tác động dây chuyền đến tài chính của họ cũng như là tất cả những vấn đề mà họ gặp phải. Sẽ rất thú vị để xem liệu họ có bị buộc phải bán một số trụ cột như Fenki để rong hay không. Và nếu đề dòng được đưa lên thị trường chuyển nhượng, tôi chắc chắn rằng MU sẽ đứng đầu danh sách đó. Vụ mua bán MU có biến, nhà Glazer quay xe. Nhà Glazer, chủ sở hữu của MU, đang xem xét quay xe không bán câu lạc bộ nữa mặc dù đã nhận được những lời đề nghị mua lại đội chủ dân Old Trafford. Thương vụ MU đổi chủ có nguy cơ đổ bể, Mới đây, tờ Giờ Guardian tiết lộ rằng nhà Glazer đang xem xét rút lại quyết định bán đội bóng nửa đỏ thành Manchester. Thay vào đó, nhà Glazer lên kế hoạch thành lập một công ty mới sử dụng tiền mặt bên ngoài để thúc đẩy hoạt động thương mại kỹ thuật, số và kinh doanh của câu lạc bộ. Cụ thể, nhà Glazer sẽ hợp tác với quỹ đầu tư Ares có tài sản trị giá 246 tỷ bằng. Công ty này hứa hẹn sẽ giúp các ông chủ người Mỹ kiếm tiền từ lượng cổ động viên hùng hậu của Quỷ đỏ trên khắp toàn cầu, chứ không riêng gì về việc bán vé, đồ lưu niệm hay các dịch vụ khác. Tập đoàn Rainy Group, đơn vị được nhà Glaser chỉ định để xử lý quy trình bán MU hồi tháng 11 năm ngoái, được cho là vẫn đang xem xét một loạt các lựa chọn và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Phát hiện tiền đạo toàn năng của MU, Macarafat thể hiện phong độ đáng kinh ngạc kể từ sau kỳ World Cup. Anh tiếp tục duy trì màn trình diễn ấn tượng đó để giúp Quỷ Đỏ có được bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 6. Macarafat thể hiện sự điểm tính trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm làm tung mảnh lưới đối, đối phương. Không những thế, ngôi sao người Anh còn để lại dấu ấn rõ nét trong khâu pressing và hỗ trợ phòng ngự. Thống kê chỉ ra rằng, Magrath đã thắng 3 cuộc đấu tay đôi và có 6 lần giành lại quyền kiểm soát cho đội nhà, giúp ý đồ quấy phá lối chơi đối thủ của Eric Ten được triển khai một cách mạch lạc. Hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn đồng thời làm tốt khâu pressing, Rafford trở thành một tiền đạo toàn năng mà MU sở hữu. Giới chuyên môn nhìn nhận Magrath là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất người hạng Anh năm nay. Đối thủ cạnh tranh nặng kỳ với Rafford là Erling Haaland. Chia sẻ trên The Telegraph về cuộc đua giữa Rafford và Haaland, cựu danh thủ Jamie Carragher bày tỏ quan điểm Tôi sẽ loại Erling Haaland mà Carragher mang đến màn trình diễn của một tiền đạo hoàn hảo ở ngoài hạng Anh. Nếu cuộc bỏ phiếu diễn ra vào tuần này, Rafford sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ nhất từ các đồng nghiệp. Haaland thành công rực rỡ kể từ ngày cập bến Man City, cậu ấy đang trên con đường giành danh hiệu chiếc giày vàng. Phong độ của Rafford dưới thời Eric Ten Hag đưa cậu ấy lên tầm ca mới, màn trình diễn hoàn hảo giúp Rafford vượt lên trên Haaland. Rafat có thể trở thành gương mặt đại diện của quỷ đỏ. Theo Daily Star, MU đang nóng lòng giữ chân ngôi sao trưởng thành từ lò Carrington, Marcus Rafat. Nếu gật đầu với đề nghị mới, có thể Rafat sẽ trở thành người hưởng lương cao nhất MU. Phóng viên Dihamedset của Sky Sports gần đây đã nói với Give Me Spot rằng Rafat yêu thích MU và muốn ở lại sân Old Trafford. Trong khi đó, nhà báo Steve cho biết Rafat có thể trở thành gương mặt đại diện của quỷ đỏ sau khi Ronaldo rời đi. Biết nói với Give Me Sports, với việc Ronaldo đã ra đi, tôi nghĩ Rashford có thể là bộ mặt của MU. Cậu ấy có thể là gương mặt đại diện cho MU trong vài năm tới. Cậu ấy còn trẻ, là một cầu thủ tấn công, chơi cho đội tuyển Anh và là một cầu thủ năng động. Kể từ khi Eric Ten Hag đến với MU, phong độ của Rashford đã được cải thiện rõ rệt. Anh đã ghi được 24 bàn thắng và 6 kiến tạo trên mọi đấu trường. Eric Ten Hag rõ ràng rất muốn Rashford cam kết lâu dài với câu lạc bộ. PSG tranh hiện tượng Serie A với MU Trước phong độ xuất sắc của Osimhen, nhiều nguồn tin cho biết MU đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo này vào mùa hè tới để củng cố lại vị trí tiền đạo trung tâm. Trao đổi với Football Club, ký giả Zidro Venerato khẳng định không chỉ riêng MU mà hàng loạt câu lạc bộ lớn cũng đã đưa Osimhen vào tầm ngắm. Điển hình như trường hợp của PSG, đội bóng đang đối mặt với viễn cảnh chia tay Lionel Messi và Kylian Mbappe vào cuối mùa. Khảo học sai dẫn lời ký giả người Ý, Hiện tại cuộc đầu giá đã bắt đầu và không chỉ ở ngoại hạng Anh mà trên hết là MU, PSG cũng có thể là một câu lạc bộ quan tâm đến tiền đạo này. Trong trường hợp đó chúng ta sẽ phải chờ đợi, mọi thứ vẫn còn đang bỏ ngỏ, chúng ta sẽ phải chờ đến cuối mùa giải để có được những diễn biến tiếp theo. Nơi duy nhất Harry Kane có thể đến là MU. Cựu trung vệ Jamie Carragher lên tiếng nhận định về tương lai của Harry Kane sau khi Tottenham bị loại khỏi C1. Theo quan điểm đến từ cựu trung vệ Jamie Carragher, thì nếu muốn rời đi, MU sẽ là bến đỗ duy nhất mà Hurricane có thể cập bến. Câu hỏi lớn bây giờ là về Harry Kane, Nếu không ra đi vào mùa hè này, cậu ấy sẽ ở lại Tottenham trong phần còn lại của sự nghiệp. Tôi nghĩ với Ken bây giờ hoặc không bao giờ. Tottenham sẽ luôn góp mặt hoặc gần như đủ điều kiện tham dự C1. Nhưng liệu Harry Kane có giành được các danh hiệu không? Không, cậu ấy chưa bao giờ giành được một danh hiệu nào trong đời. Ken sẽ đi đâu? Đó là câu hỏi lớn hiện tại không có quá nhiều câu lạc bộ dành cho cậu ấy. Xét về những gì đã xảy ra ở Tottenham, tôi nghĩ nó khá tiêu cực. Tôi nghĩ thực tế mà nói nơi duy nhất Kane có thể đến là MU. Tôi không muốn thấy cậu ấy ở đó, nhưng Man City có Haaland, Liverpool có Nunez và cậu ấy không thể đến Arsenal hay Chelsea. Nếu ở lại Anh, đội bóng lớn duy nhất Kane có thể đến là MU, nhưng liệu họ có chi 100 triệu bảng để cho một anh chàng gần 30 tuổi không? Bên cạnh đó, theo cựu hậu vệ của MU, Gary Vinh phát biểu rằng Harry Kane có thể giúp đội bóng chủ sân Old Trafford giành chức vô địch. Nevin nói, tôi từng làm việc với Kane. Như tôi nói trước đây, Kane có thể ghi 30 bàn và thực hiện từ 10 đến 15 kiến tạo mỗi mùa. Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu Kane gia nhập MU, cậu ấy sẽ thích nghi ngay lập tức và sẽ là một sự đảm bảo cho đội bóng. Tôi nghĩ Kane là mẫu cầu thủ sẽ giúp MU đoạt danh hiệu. Cậu ấy kết nối toàn bộ hàng tiền vệ với hàng tiền đạo. Ở mùa giải này, Kane đã ghi 18 bàn trong 25 lần ra sân tại ngoài hạng Anh. Sunny có lẽ là lựa chọn hàng đầu của Ken lúc này nếu anh còn mong muốn sở hữu danh hiệu tập thể, đặc biệt là khi thời gian chơi bóng đỉnh cao không còn quá lâu. Hiện tại MU của Erik ten Hag đang rất khao khát sở hữu một tiền đạo đẳng cấp và biết phối hợp với đồng đội và Harry Kane hoàn hảo với MU. Nhà Glazer chốt kế hoạch cấp tiến cho Ten Hag mua sắm. Tới thời điểm hiện tại chưa có dấu hiệu gì rõ ràng cho thấy MU có thể đổi chủ, cũng có khả năng nhà Glazer vẫn làm chủ MU. Theo ESPN, Quý Elliot Investment nổi lên như một bên quan tâm tới MU. Elliot sẵn sàng hỗ trợ tài chính không phải ra giá thầu nếu nhà Glazer không đạt được việc bán toàn bộ câu lạc bộ cho các đối tác khác. Đông thái này mở ra khả năng Joe và Avi Glazer vẫn nắm quyền tại sân Old Trafford. Trong trường hợp này, ESPN chủ mỹ sẵn sàng tài trợ cho Ten Hag để củng cố đội hình vào cuối mùa giải này. Dù vậy, MU sẽ không có kế hoạch chi tiêu ngông cuồng để đảm bảo luật công bằng tài chính. Eric Ten Hag sẽ được cấp tiền nhưng cần mua sắm hợp lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!